Đây là câu hỏi liên hệ đến lịch sử, về sự khác nhau giữa Phật giáo Pali và Phật giáo Sanskrit, hay nói chung là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều một, sự sử dụng các cái chú thuật như là người Miên trong nước Campuchia, hay là người dân tộc ở tại đất nước Việt Nam, và là những người kinh học theo những cái chú thuật này, với cái việc mà cái câu chuyện hư cấu của Phật giáo Trung Quốc về việc là Ma Đăng Đà đã dùng tà thuật để mà dụng thị A Nan rơi vào con đường tham ái đó, là hoàn toàn khác nhau. Bùa yêu là hoàn toàn không có thật. Thực tế đó, người ta có những cái kỹ năng về nghệ thuật nói, mà dân gian thường nói là đẹp trai không bằng nói dai. Phụ nữ ta thích được khen, nhiều khi đó người là đẹp ở mức độ là 4 điểm thôi, mình khen là 40 điểm, người ta nghe người ta mê cái lỗ tai, là lọt vào trái tim và đeo đuổi dai dẫn như thế, là cuối cùng là siêu lòng. Và những người đàn ông điển trai thì là ăn nó có duyên, má nôn được đồng tiền, ga lăng đó, thì dễ làm siêu lòng chị em phụ nữ. Cái đó, đó nó tạo ra cái tính đào hoa, tính thu hút giới tính, chứ chẳng có bùa phép gì hết. Ngoài ra đó thì những người rành về nghệ y đó thì biết là trong một số dược chất thực phẩm ấy, là nó tạo ra cái phản ứng tính dục, mà khi ăn vào hoặc là uống vào đó, nó làm cho người đó nó khởi lên cái ước muốn về tính dục. Cho nên là lúc mà bị tác động cái loại thực phẩm mà nước uống này rồi đó, thì những cái câu gợi mở thôi làm cho ta dễ dàng chấp nhận và làm theo đó. Cái đó đó, người không hiểu thì nói là bùa, thật ra chẳng có bùa gì hết á, không có bùa mê thuốc lú gì, đó là đam mê thôi, rồi bị kích thích. Hiện nay người ta đã làm những cái loại đó thành thuốc hóa chất, và mua những loại thuốc hóa chất này đó bỏ vào nước uống, bỏ vào thực phẩm, thì cái người mà ăn phải uống phải đó dễ dàng nó bị kích thích và làm theo những điều mà bình thường người đó không làm. Câu chuyện thoát vòng tục lệ, Ngọc Lâm Quốc Sư bị thuốc và xích nữa là phạm giới rồi, và rất may là cái lý trí của ngài mạnh, cho nên đã dừng kịp thời được điều đó để cho tình trạng đó nó không được diễn ra. Thì cái tình trạng như vậy đó là do vì cái cấu trúc sinh học của cơ thể ở vị này quá mạnh đi, nó không có nhiều về cái yếu tố tính dục, và tâm vì đó bình thường nó cũng không có những yếu tố này, cho nên bị tác động như thế, cảm bẫy như thế, kích thích như thế mà vẫn có thể vượt qua được. Còn phần lớn người còn lại đó là trở thành nạn nhân. Do đó là bùa yêu, bùa để mà dẫn đến là hoạt động tính dục là không có thật, nhưng mà những hỗ trợ về y học để dẫn đến tình trạng đó qua việc uống và ăn là có thật. Điều hai, Ma Đăng Già mà người Trung Quốc và Việt Nam phiên dịch Hán Việt đó là từ cái thuật ngữ Ma Thanh Ga, mà người Ấn Độ đọc là Ma Thanh, chữ A đó ở cuối câu đó được gọi là tiếp vĩ ngữ câm không có đọc. Đó là một họ thuộc giai cấp cùng đinh ở trong là xã hội bốn giai cấp của Ấn Độ, một trong những giai cấp cùng đinh bậc nhất. Và cô này thì tên là gì thì không ai biết. Thì trong văn học Pali có mô tả về cái sự kiện mà tôn giả A Nan đi hành khất tới một cái khu làng của người nhà nghèo, và vì tôn trọng các nhà sư cho nên cô Ma Thanh Ga này đó đã quỳ mọp xuống. Ta ghi A Nan là đang xin nước, và A Nan nói rằng là ta đến đây không phải để xin giai cấp mà là xin nước, cho nên ta không cần đón nhận cái sự cung kính thái quá như thế này. Thì khi mà ngửa mặt lên đó thì Ma Thanh Ga nhìn thấy A Nan quá điển trai, khởi lên những cái tâm ý gọi là thích ngài A Nan. Và cái câu chuyện ở trong văn học Pali nó đơn giản thế thôi, chẳng có bị bùa mê thuốc lú gì, và chẳng có sức mắc giới thể gì hết. Và đây cái câu chuyện mà người ta nói về cái việc là xóa bỏ giai cấp, ngài A Nan đó là không khinh thường phụ nữ Ma Thanh Ga thuộc giai cấp cùng đinh bậc nhất, và tôn trọng nhân cách của bà này đó cũng giống như một người cao thượng, để biết cúng dường tăng bảo,
là nói về cái việc xóa bỏ giai cấp, chủ trương bình đẳng của Đức Phật được Ngài A Nan sử dụng trong quá trình đi khắc thực của mình. Từ câu chuyện lịch sử đó đó, Trung Quốc dựng ra một bài kinh mới, đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và để giới thiệu Mật Tông vào trong kinh này, để lập ra cái trường phái Mật Tông mạnh theo phong cách riêng của Trung Quốc, thì Trung Quốc phải dựa vào những câu chuyện lịch sử, rồi thêm mắm, thêm muối, thêm bột ngọt, thêm gia vị, thêm ớt, hành, tương, chao vô cho nó hấp dẫn. Cái câu chuyện hư cấu đó là gì? Thế là không dừng lại ở cái câu chuyện gốc, đó là Ma Thanh Ga sử dụng bùa mê thuốc lú, rồi xích nữa là A Nan là mất giới thể. Đức Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên mới yêu cầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ dùng là thần thông của mình bay đến kịp thời và thiết thần chú Thủ Lăng Nghiêm gồm đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ để mà giải dây A Nan về lại. Rồi sau đó có cái câu chuyện đối thoại giữa Phật và A Nan và Ma Đăng Già, để từ đó Ma Đăng Già trở thành Phật tổ tường hành, A Nan đó là hoàn thiện được gọi là giới hạnh thanh cao của mình mà không có bất cứ một sự tổn thất nào. Đó là một câu chuyện hư cấu rất hấp dẫn, có thể dựng thành phim hấp dẫn trường kỳ được, phim gọi là phim cải trang được. Và cái câu chuyện đó không có thật ở trong lịch sử, 100% mang dữ liệu của Trung Quốc, không có ở trong văn học Phật giáo của Tây Tạng. Thì tại sao câu chuyện này được dựng lên? Nó có nhiều lý do. Và tôi cho rằng đó, tác giả của kinh của Văn Nghiêm đó, bị ảnh hưởng bởi hai cái khuynh hướng. Thứ nhất đó, là lão giáo, thứ hai đó là Mật Tông. Cho nên trong cái phẩm mà nói về Thất Đại thì tư tưởng của lão Trang đó đã được đưa vào quá nhiều và hoàn toàn xa lạ với tư tưởng của Phật giáo gốc và Phật giáo đại thừa. Và vì muốn đề cao Mật Tông cho nên phải nói về cái câu chuyện hấp dẫn này, là tụng thần chú có thể là diệt được dục, có thể vượt qua được dục, có thể khắc phục được bùa mê thuốc lú của tình yêu và của tính dục. Trên thực tế đó, lịch sử 2000 năm Phật giáo đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc và mười mấy thế kỷ tại Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên, biết bao nhiêu tu sĩ Phật giáo đại thừa mỗi ngày đều tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà vẫn ra đời như thường đó. Nếu mà tác dụng của thần chú đó có thật thì các vị mà tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm không có ra đời. Ni giới thì ra đời ít hơn, có nơi chỉ có 1%, 2%, nhiều nhất là 10%. Còn tăng sĩ đó, ở bên tăng thì ra đời nhiều hơn, có nơi nhiều là 50%, có nơi ít là cũng là 10%. Và hiện tượng đó là tạm gọi giống như là trứng cá bông xoài, một cái cơn gió thổi qua thôi là rụng lịch địch lụa đuổi ra. Và đây là cái quy luật đào thải tự nhiên thôi. Những vị ra đời đó nên đáng được tôn trọng bởi những người tại gia, vì ít nhất là họ có quá trình tu về trí tuệ, về đạo đức, làm thầy của thiên hạ một thời gian. Và ở Việt Nam cứ đi dùng cái từ là phạm trai phá giới để nói những người đó, cho nên những người đó là mặc cảm. Cuối cùng khi ra đời rồi đó, cái chất xám của họ nó bị chảy ra bên ngoài, không có còn để phục vụ cho quần chúng Phật tử. Còn ở Thái Lan, Lào, Campuchia đó, những vị sư mà ra đời đó là được là xã hội rất là trọng vọng. Năm 1994 đến 2007 đó thì tôi quen khoảng 500 nhà sư Thái Lan. Thì từ năm 2006 khi làm phó tổng thư ký của Vesak Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan á, thì tôi thấy chỉ còn lại có 3 nhà sư học cùng thời với mình thôi. Và hiện nay đó là những vị đó là ở tuổi 50, có vai trò rất lớn trong giáo hội của Thái Lan. Và cái cấp của họ đó tối thiểu là phó viện trưởng của trường đại học, hoặc là Mahamakut, hoặc là Mahachulalongkorn, đóng góp rất là nhiều vai trò trong xã hội và trong giáo hội. Còn mấy trăm nhà sư còn lại ra đời đó thì họ làm hoặc là bộ trưởng, thứ trưởng, rồi là những nhân viên công chức của nhà nước, rồi làm ngoài xã hội, làm các trường đại học. Họ được tôn trọng bởi quần chúng. Chúng ta nên bắt chước cái truyền thống này, đừng cứ dùng cái từ phạm trai phá giới với những người ra đời. Họ không đủ duyên để làm tu sĩ thì làm cư sĩ trí thức, và chính người đó là vành đai văn hóa để giữ vợ con mình
trở thành là Phật tử đời đời kiếp kiếp, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên các thần chú được sử dụng như mà phương pháp là thiền chỉ thôi. Nó giống như là danh hiệu của Phật, dù bất kỳ Phật nào, hay là công án của Thiền Tông, hay là tứ niệm xứ minh sắc tuệ của Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm chấm hết. Chức năng của thần chú là chừng ấy thôi. Thì về sau này ta cường điệu là nó đã diệt dục. Nếu mà diệt dục thành công thì đâu có người ra đời. Nên Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đó, thì ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, từ cái câu chuyện hư cấu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm do Trung Quốc sáng tác. Chúng ta có thói quen đó, một tuần 7 ngày và buổi sáng tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Còn học viện của mình đó, được Hòa Thượng Diện Trưởng duyệt cho 3 ngày Thủ Lăng Nghiêm, 3 ngày Di Giáo, rồi một ngày là Quy Sơ Cảnh Sách. Ít nhất là chúng ta có thêm những cái thực phẩm tâm linh mới, nó gắn liền với việc nhắc nhở đề tu. Chứ không chỉ ăn thực phẩm Thủ Lăng Nghiêm không, tức là ăn thực phẩm thiền chỉ, còn tụng niệm Di Giáo đó là ăn chánh niệm, rồi ăn đạo đức, rồi tiêu hóa thiền định, tiêu hóa những điều cao quý mà Đức Phật nhắc nhở những người tu. Thì đó nó giúp cho chúng ta có một cái thực phẩm có chất bổ đa dạng hơn, như vậy là buffet tâm linh, chứ không chỉ đơn thuần là thần chú. Do đó đó là thần chú không có chức năng để giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau, ngoài trừ đó nó giúp cho ta đạt được thiền chỉ. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy đó có 41 đề mục thiền. Còn thiền quán đó, thì chúng ta có 4 đề mục: quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm trong tâm, và những cái phương pháp thực tập để mà vượt qua được nó. Chúng ta có thể thêm được đó, là hàng trăm các phương pháp thiền chỉ mới, miễn là nó là cái đối tượng chuyển đại tâm, giúp chúng ta tập trung qua một cái nội dung mới tích cực hơn để vượt qua những cái yếu kém đang tồn tại ở trong tâm thức của mình. Nhờ đó thân và tâm của mình đó được thanh tịnh. Thì đó là hai nội dung liên hệ đến câu hỏi, để mở rộng thêm cho chúng ta rõ được vấn đề lịch sử về những vấn đề hư cấu về thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Xin điêu câu hỏi khác.